quả cam, mà cam thì phải có muối. Mỗi một muối lại là một thế giới. Cái vũ trụ rộng lớn ấy bao gồm thế giới loài người, thế giới loài vật hay thế giới của cây cỏ. Một trái cam khi chưa được bóc hết vỏ, nó chẳng khác gì với các loài trái cây hành cầu khác. Còn khi lột hết cái lớp vỏ xù xì ấy lại là những muối cam ngon lành bóng bẩy. Quan sát một trái cam, ta đâu biết được muối nào mềm, muối nào sữa, muối nào mọng nước, muối nào khô khan. Thế giới của muôn loài cũng sống như vậy. Nếu chỉ quan sát thôi thì chưa đủ, làm sao ta có thể biết được tận sâu bên trong con người ta đang nghĩ gì, muôn hoa đang có tâm sự gì, hay các loài vật cần gì và muốn gì ở chúng ta. Vậy làm thế nào để có thể lột hết được cái lớp vỏ của thế giới và nhất là thế giới của loài vật? Louis Sepulveda, một nhà văn đồng thời cũng là một phóng viên người Chile, đã làm rất tốt vai trò này. Ông cho ra tác phẩm chuyện con mèo dạ hải Obai, nó xoáy sâu vào thế giới sống, sự tồn tại cũng như thế giới nội tâm của các loài động vật. Một tác phẩm mang đậm yếu tố hài hước, dí dỏm, mượn chuyện vật để nói chuyện người, thu hút sự ngây ngô, thích được bay nhảy của lứa tuổi nhi đồng. Bước vào nhan đề của tác phẩm, ta như thấy được một vấn đề vô cùng nghịch lý. Mèo, một loài vật bốn chi không có cánh, nhưng nó lại là người truyền dẫn dạy cho hải âu bay. Còn hải âu là một loài chim có lông vũ và cánh, nhưng lại trở thành đối tượng được huấn luyện, không chủ động xài cánh bay lên trời cao như thực tế. Nhưng khi đọc và cảm nhận tác phẩm, thì cái mà ta cho là phi lý trước đó sẽ trở nên hợp lý và phi thường vô cùng. Tất cả những nghịch lý ấy đều được giải thích bằng lý lẽ của tình thương. Tình thương giữa các loài động vật không cùng tổ tiên nguồn gốc, giữa loài người dành cho loài vật. Chúng trao cho nhau tình yêu thương, vẽ cho đối phương sự sống, một niềm tin mãnh liệt dù chúng không cùng huyết thống hay chủng loài. Có thể nói chuyện con mèo dạ hải Obai là một cuốn sách dành cho lứa tuổi nhi đồng. Vì vậy Louis Sepulveda đã tinh tế lồng ghép vào đó những lời hay, ý đẹp để có thể săn dạy trẻ con. Nếu thuộc ở độ tuổi vị thành niên, các em có thể đọc và hiểu ra được những ý nghĩa cốt lõi mà tác giả muốn truyền tải. Còn đối với lứa tuổi nhỏ hơn, sự tò mò, ham học hỏi sẽ thu hút những ý nghĩ trong đầu các em. Từ đó, các em sẽ dẫn đến cái hành động, sẽ tìm ra lời giải cho cái ý nghĩ đó của mình. Khi đấy, các bậc phụ huynh sẽ có cơ hội mượn hình ảnh của chú mèo để có thể răn dạy con. Họ sẽ giải thích vì đâu ở một con mèo lại có tình yêu thương. Từ đó, liên hệ với thực tế, cả loài vật còn tồn tại sự liên kết, tình yêu thương và tấm lòng nhân ái. Vì vậy, tại sao con người ta cũng có trái tim, từ gì sáng suốt lại không có được cái tình yêu thương ấy? Con nghĩ xem, nếu muốn nhận lại, trước hết phải cho đi. Nếu muốn được yêu thương, trước hết còn phải tập quan tâm, chăm sóc những người xung quanh. Không cần thiết chỉ có gia đình mới tồn tại tình yêu, mà kể cả những người xung quanh, họ cũng cần được san sẻ bảo. Nhắc tới tình thương, ta không khỏi đề cập đến tình mẫu tử, một thứ tình cảm bất diệt tồn tại trong mọi thời đại hay chủng loài. Thử hỏi có một người mẹ nào không thương con mình cơ chứ? Mẹ chính là vòng tay ấm áp, là dòng sữa mắt ngọt nuôi dưỡng con trưởng thành, là ánh mắt dõi theo bước chân con trên vạn nẻo đường đời. Tình mẫu tử thì liền lắm, cao cả lắm, và nó cũng được Louis Sepulveda nâng niu trong chuyện con mèo dạ hải Obai. Genga đã không quản sang ngang, thậm chí là cả tính mạng của mình để đưa sinh linh bé nhỏ vào đời một cách an toàn nhất. Chi tiết này khiến cho tôi không khỏi chạnh lòng. Ngẫm lại về bản thân, thanh xuân một người có được bao nhiêu, vậy mà mẹ đã dành một nửa, à không, phải nói là cả một đời để bảo ban và nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Đến đây tôi chợt nhận thấy bản thân mình thật là may mắn khi không phải nằm trong hoàn cảnh của Lucky. Tôi không phải chào đời trong cái ngày vĩnh viễn không còn được nhìn thấy mẹ. Tôi còn mẹ, và hơn thế nữa là mẹ rất yêu thương, luôn muốn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Không gì thiêng liêng hơn tình yêu của mẹ, vì vậy hãy biết trân trọng, nắm giữ thật chặt nếu còn mẹ bên cạnh. Đừng ngại gì nói một lời cảm ơn khi nhận được những chiếc quà, chiếc bánh từ tay của mẹ. Đừng e dè nói lời xin lỗi khi bạn đã lỡ làm mẹ khóc, mẹ đau. Hãy ôm chặt lấy mẹ và nói rằng, mẹ ơi, con yêu mẹ, khi bằng con có thể. Con người, một phần tử vô cùng.
không chỉ có sự hy sinh vô tội của Hải Âu, mà tiếp đến sẽ là những cơn sóng dữ dội của nạn ô nhiễm môi trường. Nó bất ngờ ập tới và người hứng chịu không ai khác, đó chính là loài người của chúng ta. Bạn nghĩ sao khi phải tồn tại trong một bầu không khí đầy rẫy những khói bụi, rác thải, xác chết động vật, côn trùng? Quả là một điều khủng khiếp. Dân ta có một chữ đồng: đồng tâm, đồng sức, đồng tình, đồng minh. Chỉ khi có sự đoàn kết, cùng nhau cố gắng thì mọi việc có khó khăn đến mấy thì cũng sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu chỉ có một mình sót ba thôi thì chưa đủ. Một mình nó không thể nào giúp đôi cánh của Lucky bay lên nền trời cao như đã hứa. Bên cạnh nó còn có những người bạn, một việc tưởng chừng như không thể. Sự hòa hợp giữa các cá thể, chúng cùng nhau hợp sức để đưa đôi cánh của Lucky bay lên nền trời rộng bao la, đưa nó về thế giới vốn dĩ thuộc về nó. Từ đó có thể cho ta thấy được rằng chức năng của sự đồng kết là vô cùng lớn mạnh. Nó có thể đánh đuổi cả những gian nan, thách thức mà con người ta dường như không thể vượt qua. Không chỉ đơn thuần là có cánh thì sẽ bay được, để nhấc bổng cơ thể lên khỏi mặt đất, để lơ lửng trên không trung một cách an toàn, ta cũng cần phải có bản lĩnh và kỹ thuật. Không gì có thể thực thi một cách hoàn hảo chỉ trong vòng ngày 1, ngày 2. Như Louis Sepulveda cũng đã từng khẳng định, chỉ những kẻ thật sự dám mới có thể bay. Đúng là như vậy, để có được thành quả tốt đẹp, con người ta cần phải trải qua hàng trăm, hàng vạn thách thức.